Rồi cục IC hôm trước mà mình kiểm tra nó bị chạm nguồn nước cầu trì ha, thì sau 2 ngày mình ngâm nó ra hết keo rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo kiểm lại xem nó hư chỗ nào nha. Đây là cái phần dưới ha, phần dưới là cái mạch đề của nó vào các cái linh kiện điều khiển. Mặt trên này là chip chủ nè, rồi chip điều khiển đề nè. Đó. Thì bây giờ mình đã tách cái phía dưới ra, mình đo lại nha. Đo lại hai dây chân dương âm, chân dương âm như trước chúng ta đo xem nó còn thông hay không. Thì trường hợp này là vẫn còn thông nha, vẫn còn thông, chứng tỏ là nó bị chạm ở dưới này. Rồi nếu trường hợp mà chúng ta đo mà nó không thông á, đo dương âm mà nó không thông á, chứng tỏ là nó bị chạm ở trên mặt trên này. Đấy, có thể là chạm tụ ha. Nhưng trường hợp này là nó đang thông ở dưới này. Đó, thì dưới này thì mình có thể kiểm tra tiếp những cái con linh kiện mà nó có khả năng bị chạm chập. Ví dụ đây là 6 cái con phép điều khiển đề từ ha, mình sẽ kiểm tra lần lượt 6 con phép này. Chuyển đồng hồ qua thang đo diod ha, chuyển đồng hồ qua thang đo diod, mình đo từng con nha. Con thứ nhất nè, nó lên là ok ha. Con thứ hai nè, ok luôn nè. Con thứ ba nè, rồi ok. Con thứ tư rồi đạt ha. Con thứ năm nè, con này bị thông nha, con này bị chập không thông nè. Con thứ sáu nè, con này cũng bị chập luôn nha. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay thế hai con này nha. Đấy, mình chỉ có thông mạch nè, đó nó thông nha. Đấy, thông gần hai con nha. Như vậy thì cái xe này đề không được nha, mắc pha nha, cái này không thông nè, không thông nè. Bây giờ mình sẽ thay thế hai con này ha. Rồi.